Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học Tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của bài tập, chất bài tập của Unit 5 các bạn nha. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 4 của phần Language Focus rồi. Thế thì bài tập số 4 này, một lần nữa chúng ta gặp lại Reported Speech này, là câu gián tiếp đó các bạn. Và đây là cũng là một dạng câu gián tiếp đặc biệt. Và trong chương trình tiếng Anh lớp 8 chúng ta cũng đã gặp câu gián tiếp và mình cũng đã hướng dẫn các bạn rất kỹ, cũng trong Unit 5 của lớp 8 luôn các bạn. Đó, Unit 5 của lớp 8 này các bạn còn nhớ không? Đó, Unit 5 lớp 8 này mình cũng đã gặp câu gián tiếp những dạng đặc biệt này. Và nếu bạn nào quên, các bạn quay trở lại Unit 5 lớp 8 các bạn xem. Không có ngại gì hết, học quên là chuyện bình thường, chúng ta quay lại chúng ta xem. Thì mình cũng đã đưa trên kênh của mình tất cả các lớp rồi, các bạn yên tâm, các bạn lên các bạn tìm thấy. Rồi, vậy thì nếu các bạn xem các bạn chưa hình dung nữa thì các bạn tiếp tục vô kênh của mình, các bạn vô trong học ngữ pháp tiếng Anh phổ thông đó, có cái video về câu gián tiếp thì tiếp tục các bạn sẽ xem hai cái đó nữa thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ nắm chắc về câu gián tiếp. Vậy thì trong phạm vi của bài tập 4 này mình sẽ cố gắng khái quát nhất có thể để các bạn nắm cái câu dạng đặc biệt câu gián tiếp này. Cái dạng mà chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, đổi ngôi như thế nào này, lùi thì ra sao này, đổi các cụm từ như nào là các bạn nắm chắc nha. Cái điều này chúng ta không học lại nữa, chúng ta không giảng lại nữa. Bạn nào quên thì các bạn cứ vào trong kênh của mình như mình vừa nói đó, vào cái chỗ lớp 8 hoặc là vào cái ngữ pháp tiếng Anh phổ thông mình đã hướng dẫn các bạn trong kênh của mình á, trong cái danh sách phát đó thì các bạn xem, thì có cái video về câu gián tiếp thì các bạn ôn lại. Rồi, vậy thì dạng đặc biệt ở đây như thế nào? Các bạn xem nha, nó giống như một dạng mệnh lệnh này. Đầu tiên là dạng mệnh lệnh này nha. Cái cô quản lý thư viện, cô nói rằng, đây, cô quản lý thư viện cô nói, làm ơn giữ yên lặng, làm ơn giữ yên lặng. Thế thì người ta thuật lại cái lời của cô quản lý thư viện như thế này. Cái cô quản lý thư viện nói với họ, đó, nói với họ, hay là nói với chúng tôi cũng được, cái này không quan trọng các bạn nha. Nói với họ là gì? Sao? Giữ yên lặng. Rồi, vậy thì mình sẽ phân tích ngôn ngữ chỗ này. Các bạn vừa sau các bạn gặp dạng mệnh lệnh á, các bạn gặp dạng mệnh lệnh các bạn để ý này, hoặc là told, hoặc là asked các bạn nha. Cứ thế mà chúng ta làm. Đây, các bạn nhìn ra nha, nói cũng được hoặc là said cũng được các bạn nha, said cũng được. Đây các bạn nhìn này, cấu trúc của nó nè. Đó, told someone to do something. Đó, cái này chúng ta nhắc đi nhắc lại rất nhiều rồi. Bây giờ mình lặp lại cho các bạn nữa. Told hoặc là asked. Đó, chuyển sang câu gián tiếp là phải quá khứ rồi, chắc chắn rồi các bạn ha. Đó, hoặc là ask someone to do something, hoặc là told someone to do something, là nói ai đó làm gì đó, hay là yêu cầu ai đó làm gì đó. Ok các bạn nha. Rồi, vậy thì chuyển các câu gián tiếp bên câu trực tiếp bên này sang câu gián tiếp thì từng câu một mình sẽ phân tích cho các bạn. Đây, Jan hứa, à cái động từ hứa này á, có thể không cần với someone cũng được, không cần hứa với ai cũng được, Jan hứa cũng được. Rồi, tôi sẽ không làm điều đó một lần nữa. Rồi, vậy đây các bạn nhìn đây, chuyển sang câu gián tiếp của chúng ta đây. Jan hứa không làm điều đó một lần nữa. Đây, mình vừa nói cái chữ promised này á, có thể không cần đi với someone nữa, người ta vẫn hiểu là cô này hứa, được chưa? Hứa không cần đi với someone nữa, đi thẳng vô vấn đề luôn. Hứa là không làm điều đó một lần nữa. Các bạn xem cấu trúc này. Promised not to do something là hứa không làm điều gì đó, hoặc là promised to do something là hứa làm cái gì đó. Nếu có phủ định các bạn chỉ cần thêm not vào trước to này là xong. Nếu là câu phủ định, hứa, cô ta hứa không làm điều đó một lần nữa, mà nếu mà hứa làm điều đó là promised to do something. Đó các bạn nha, có not chỉ cần vân, có phủ định chỉ cần thêm not vào trước to là được. Đó, rồi các bạn nắm được rồi. Đương nhiên lùi thì này, quá khứ nè bạn này. Đó nè, ok, quá lùi thì lại này, quá khứ này, hứa bản thân là ở đây, cô đã hứa là đây, lùi thì lại chứ các bạn. Đây lùi thì đây, bản thân cái này là will not đúng không, thì lùi lại thì thực ra chỗ này á, lùi lại là bản thân cái từ này nó đã mang nghĩa quá khứ rồi, thêm ed này đã mang nghĩa quá khứ rồi, chúng ta không có máy móc mà chúng ta will not các bạn nha, hứa không làm là được rồi chứ không có sẽ làm nữa các bạn nha. Nhớ đây là một dạng đặc biệt mà bình thường các bạn cứ tưởng là will not này thì sẽ trở thành là gì, would not, là không phải thế các bạn nha. Đây là câu dạng đặc biệt của câu gián tiếp là như vậy. Các bạn nhớ khi mình đã dùng cấu trúc promised này rồi á, là đi vô thẳng cấu trúc của nó, nếu có phủ định là not và không có phủ định là bỏ not là xong, là chúng ta hiểu được cái cách của nó rồi. Đó là câu 1. Câu 2, Nam yêu cầu Lan. Đó các bạn thấy chưa, toàn là mệnh lệnh không này, mệnh lệnh này, mệnh lệnh này, mệnh lệnh yêu cầu, mệnh lệnh yêu cầu lời hứa, nó đều nằm trong cái cấu trúc của nó như thế này.
Đó, yêu cầu mệnh lệnh ai làm điều gì đó hoặc yêu cầu mệnh lệnh ai hay là hứa ai làm gì đó là nó đều có cái cấu trúc của nó. Chỉ riêng promised này với một vài từ nữa là nó không cần có cái song quan này vào các bạn nha. Rồi nói chung là mình nói lý thuyết nữa, nó chung chung vậy, nhiều bạn chưa hình dung được, đi vào từng câu cụ thể thì các bạn hiểu liền. Rồi bây giờ vô câu 2 này nha. Nam yêu cầu Lan là bạn có thể cho tôi mượn cái chiếc xe đạp của bạn một ngày được không? Rồi các bạn xem câu 2 đây. Nam yêu cầu Lan cho anh ta mượn chiếc xe đạp của cô ta một ngày. Đây, mình khoanh tròn cấu trúc của người ta đây các bạn nha. Đây. Đó. Khoanh tròn cấu trúc này, ask someone to do something. Ask someone to do something. Đó, đưa vô cái này nữa, to do có cái something vào trong này đó. Ask someone, someone là Lan nè, to nè, do là động từ nè, land là động từ nè các bạn nha. Đó, Nam yêu cầu Lan cho anh ta mượn, nhớ nắm chắc cấu trúc của người ta các bạn nha. Đó, đều nằm trong cấu trúc này. Ask, cái này trong sách giáo khoa mình đã hướng dẫn các bạn kỹ rồi. À, trong sách giáo khoa lớp 11 hay lớp 8 để thầy nhớ lại nha các bạn nha. Thầy nhớ lại hình như lớp 8 hay lớp 11 đó. Tóm lại là hai cái lớp đó trong unit 5 các bạn nha. Unit 5. Đó các bạn nhớ cho mình, chịu khó đi. Vô trong cái unit 5 của hai cái lớp 8 hoặc là lớp 11. Đó, hai lớp này các bạn vô unit 5 trong cái danh sách phát có hết cho các bạn. Thì các bạn vô xem thì các bạn nắm được. Mình đã giảng rất kỹ cái chỗ này rồi, giảng rất kỹ cái chỗ cấu trúc này rồi. Đó, các bạn vô xem lại nha. Hình như lớp 8, lớp 11 thầy quên. Nhưng bây giờ mình không muốn mất thời gian các bạn, mình không muốn giảng lại thôi. Chứ nếu giảng lại nó mất thời gian các bạn lắm. Các bạn cứ vô trong một trong hai lớp này, các bạn xem cái unit 5 này thì các bạn nắm chắc, cứ ask hay là invite hay là gì đó, hay là có đầy đủ, mình giảng kỹ các bạn hết rồi. Đây, ask someone to do something. Đó. Đây, promise to do something hay promise not to do something đều có hết trong đó hết cho mình, cho các bạn rồi. Rồi như vậy là câu 2 các bạn nắm được, hiểu được vấn đề chưa? Đó, Nam yêu cầu là mệnh lệnh này, mệnh lệnh này, nhờ quả yêu cầu. Rồi, mệnh lệnh, yêu cầu, nhờ quả đều được hết. Chúng ta hiểu như vậy đi nha. Rồi. Đó, và nhớ cái đổi ngôi, chắc chắn rồi. Chắc chắn phải đổi ngôi rồi. Các bạn thấy chưa? Yo này là thành her liền, các bạn thấy chưa? Đó, và anh ta nè, anh ta là me là thành anh ta liền. Đây me này các bạn nè. Đây. Các bạn thấy chưa? Cái cách đổi ngôi lùi thì chúng ta không cần nói lại nữa, bởi vì nó là kiến thức cơ bản của câu gián tiếp rồi. Đó, đổi ngôi lại hết. Rồi, câu 3 này. Hà mời Mai. Đây. Hà mời Mai sao? Bạn có muốn đi với tớ đến siêu thị không? Rồi, câu 3. Hà mời Mai đi với cô ta đến siêu thị, đúng không? Bởi bản chất câu gián tiếp là như vậy. Đây, tiếp tục cấu trúc này. Invite someone to do something. Đó, các bạn thấy đều nằm trong cấu trúc mà trong sách giáo khoa một trong hai unit này mình giảng rất kỹ rồi. Trong một trong hai lớp này, trong unit 5 của một trong hai lớp này. Đây, invite someone to do something quá khứ thì invited vậy thôi. Rồi, câu số 4. Bác sĩ nói, vì bác sĩ nói uống dùng một cái ít số thuốc này và đi ngủ sớm, uống một ít thuốc này và đi ngủ sớm. Vậy thì bác sĩ khuyên anh ta. Bác sĩ là khuyên. Đó, mày nhìn đây, bác sĩ nói thì ta biến thành bác sĩ khuyên anh ta là uống một ít thuốc đó và đi ngủ sớm. Đây các bạn nha. Đó, tiếp tục advised someone to do something đều nằm trong cái quy trình cấu trúc của nó hết các bạn. Những cái chữ này đều nằm trong cấu trúc hết. Đó, someone to do something. Rồi, chữ đó đây các bạn nè, chữ này thì biến thành chữ đó cũng được, cái này cũng không quan trọng lắm. Đó các bạn nha. Đó, biến thành cái này cũng được. Còn có thể nếu các bạn lỡ đỡ này thì nó cũng không có sai nghĩa lắm đâu. Đương nhiên nó cũng không có trọn vẹn bằng cái chữ này các bạn nha. Nhưng bác sĩ khuyên anh ta là uống một ít thuốc đó và đi ngủ sớm các bạn ha. Rồi, đó là câu 4. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu 5. Bạn nên ngừng hút thuốc. Đây, các bạn nhớ cho mình, ngừng hẳn một việc gì á, là cái động từ này phải thêm in. Còn nếu ngừng lại để làm gì là stop cộng to cộng với động từ nguyên mẫu. Còn ngừng hẳn á, là phải động từ thêm in. Rồi, bố của anh ta nói là con nên ngừng hút thuốc. Rồi, vậy thì câu 5 của chúng ta, bố của anh ta, cha của anh ta nói anh ta là ngừng hút thuốc. Told someone to do something. Đó, told someone to do something. Rồi, ok. Câu 6. Hoa nói với Nam. Nam là một giáo viên dạy tiếng Trung Quốc. Nam là một giáo viên dạy tiếng Trung Quốc. Vậy thì Hoa nói rằng lúc này sau cái that này, sau cái said that này á, là một cái mệnh đề. Lưu quý cho mình nha. Mệnh đề sao? Nam là một giáo viên dạy tiếng Trung Quốc. Nhớ đây là lùi thì này. Đấy, lùi thì nè các bạn nè.
Đấy, đài hiện tại này thì chuyển sang thành quá khứ liền các bạn chưa? Sau cái that này là nhớ nó là một cái mệnh đề nha. Rồi, ok. Rồi, còn lại là không có gì thay đổi cả. Câu số 7, bài này có 9 câu các bạn ha. Câu số 7 này. Anh ta nói với họ đừng nói lớn quá. Anh ta nói với họ là đừng nói lớn. Đây. Anh ta nói với họ là không nói lớn. Đó các bạn thấy chưa? Nằm trong cấu trúc tiếp tục. Told someone to do something mà có phủ định là not to do something. Told someone not to do something. Ok, nằm trong cấu trúc của nó hết. Rồi, câu số 8. John hứa là chắc chắn là sẽ trở lại sớm. Rồi, nhớ động hứa chưa? Không cần someone nha. John hứa không cần một someone, chắc chắn rồi, đi vô thẳng luôn. To come back soon nè. Đó, hứa làm gì? Là promised to do something. Nếu không làm gì là promised not to do something. Nếu là phủ định. Ok, John hứa là trở lại sớm. Ok, câu cuối cùng. Cô ta đề nghị họ đi ra ngoài và để cô ta lại một mình. Đó, không làm phiền cô ta đó. Cô ta đề nghị họ đi ra ngoài và để cô ta lại một mình. Đó, các bạn thấy chưa? Để tôi một mình này thì biến thành để lại cô ta một mình này. Đó, đây. Cấu trúc của người ta đây. Order someone to do something. Vậy thôi, cứ thế mà làm. Đó các bạn nha. Nằm trong cấu trúc của chúng ta đã nói rất là kỹ rồi. Như vậy là thôi, dạng này thì mình không mất nhiều thời gian nữa. Mình cố gắng nói nhanh cho các bạn để các bạn làm. Bởi vì các bạn cũng đã học nhiều rồi. Rồi, hy vọng các bạn thích các video này. Bài tập số 4 cũng đã hết rồi. Các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn tiếp tục đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn các video tiếp theo. Chào các bạn.